Ôi ơi, kinh quá. Chú Mít kìa, cẩn thận nhé, chú Mít nhá. Chú Mít đang bên kia kìa. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ phải tiếp cận, phát hiện ra kẻ giả mạo anh Bốn rồi. Phát hiện ra kẻ giả mạo anh Bốn đi cùng với Lò Thị Chu đang ở phía trước mặt bọn mình này. Nhưng bây giờ mình sẽ phải tiếp cận gần, chứ không cẩn thận là bị phát hiện đấy. Bọn nó đang làm gì nhỉ? Mọi người biết nó đang làm gì không? Đang cầm xẻng, cái bút đáo gì đây? Cầm cuốc à? Như cái xẻng mà. Cái xẻng à? Để anh em mình sẽ đi gần hết kia kìa. Mình nghĩ xám xám chưa? Mọi người thấy chưa? Ấy, xa xa kìa. Bây giờ mình sẽ phải tiếp cận gần gần, nhưng mà phải đi thật là cẩn thận thôi, chứ không nó phát hiện ra đấy. Ăn pha nhỉ? Đi mọi người. Đi vào. Mọi người bò chậm chậm nhá. Đi qua cánh rừng rậm nhiệt đới này rất là khó khăn. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Mọi người đi nhẹ nhàng thôi nhá. Đi phát chát vào. Chú Mít kìa, hôm nay gọi hả? Chú Mít đi. Chú Mít ơi, cẩn thận đấy. Bây giờ mình phải làm sao bắt được anh Bốn và giải cứu anh Bốn. Cô thấy không? Cô đúng không? Đúng rồi kìa mọi người. Đang đào à? Cứ bình tĩnh. Ngoài có phải đang đào không? Nhẹ nhàng thôi mọi người. Đúng rồi. Đấy. Hả? Ông cứ ngồng cao rồi làm gì? Anh cúi xuống. Nhẹ nhàng không? Thấp thấp không? Đúng luôn rồi, đúng anh Bốn rồi mọi người. Nhưng mà anh Bốn này là anh Bốn bị khống chế, bị thôi miên. Kìa kìa mọi người kìa. Mọi người thấy chưa? Đang đào hay đang làm gì kia kìa? Anh Bốn này mặc cái váy đỏ kia là anh Bốn này bị khống chế rồi, chứ không phải là anh Bốn bình thường của bọn mình đó. Em thấp xuống. Anh ngô cấp người xuống. Nằm yên. Nhẹ nhàng thôi. Chú nó sao mà bị thằng Bốn đang đào đấy. Thì cái này là Bốn đang bị khống chế mà. Ừ, Bốn bị khống chế rồi mọi người ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ phải tiếp cận gần để xem là bọn chúng đang làm cái việc gì, có đang giấu giếm một che giấu hoặc là cất giữ một cái bí mật gì đó không, đúng không? Bốn đang bị khống chế bằng thằng Lò Thị Chu, nó đang thôn miên đấy. Mình thấy là nó đang đứng yên, nó bắt Bốn làm cái gì kìa. Em sát. Cái gì kìa? Không biết. Hay là kho báu nhỉ? Hay kho báu bọn nó trốn. Ôi. Không biết đâu. Để xem nào. Không biết nữa. Kinh quá, anh có biết là trốn gì không nhỉ? Đang trốn luôn. Bọn họ làm gì ấy em? Em có biết gì? Trốn kho báu á? Hay là có vàng với kim cương nhỉ? Hay là có vàng với kim cương thì anh trốn kìa. Hay là đang lấy có cả búp bê nhỉ? Anh không biết đâu. Anh trốn đi. Đi. Hình như lá này kia mất rồi. Đi, nó trốn không nhìn thấy, nó nhỏ thôi.
mình nhìn người ta, chứ người ta thấy anh ấy. Thôi thôi, nhìn hết. Tập trung vào. Nó lắp rồi kìa. Đấy, nó trôn rồi kìa. Không, lần trước ăn vốn không mà. Ăn vẫy đổ lên đây mà. Anh ơi, anh biển cho anh. Anh chôn cái gì đấy? Đang cất giấu một cái bí mật gì ở phía dưới lòng đất kia kìa. Hay là chôn đồ chó này. Đồ chó. Không biết là chôn cái gì không biết. Bọn nó làm gì không biết. Ừ, chắc là tiền đấy anh. Tí nữa mình ra mình vào thử xem. Không hay vậy. Hay là chôn cơ bẫu gì? Chôn tiền bắt san đấy. Anh kêu không? Có mình phải nấp vào đây. Để xem nó làm gì. Ai biết được. Biết được cái đá là gì. Nó đang chôn cái gì đấy. Nó chôn cái gì vậy? Bọn chúng đang làm gì kìa? Nó làm gì ấy? Không biết nó chọc cái gì. Cẩn thận nó nhìn đấy, cẩn thận nhìn đấy. Cẩn thận nhìn thấy đấy. Cái gì kìa? Nó đang cầm gì kìa? Nó làm lễ gì đó, chắc là nó đang luyện phép thuật. Nước thánh hay sao ấy? Chắc nước thánh rồi. Ừ. Chắc nước thánh rồi. Chắc nước thánh đấy. Bọn này lắm trò. Trò gì chú biết không? Không biết nó làm cái trò gì không biết nhỉ. Bọn này lắm trò thật đấy. Viêm. Làm gì vậy? Bốn cự giả mạo đang làm gì vậy? Ui dồi ôi. 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 Luyện phép, luyện phép, luyện phép, luyện phép, luyện phép. Tiêu diệt tất cả lũ san mất dạy đó. Thế giới này sẽ là của ta. Triệu hồi quái vật. Sao đấy mọi người? Bọn nó đang luyện theo thuật đấy sao ấy?
Sao lắm chó ấy nhỉ? Bình xem làm chó gì á? Dịch bệnh sẽ lan truyền khắp thế giới này. Ha 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 ha
luyện kết thép giật rồi. Luyện kết thép anh em ơi. Mày làm gì á? Làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Múa à? Làm gì nhỉ? Cởi tóc rồi, cởi tóc rồi kìa. Như kiểu zombie ấy. Nhá. Như kiểu bị nhiễm virus rồi. Mắt nó trắng tinh luôn em ơi. Mắt trắng tinh luôn kìa. Zombie rồi. Chắc chắn là bị dính virus rồi anh em ạ.
Nguy hiểm chưa? Ui, sao vậy? Cần lưng nó khum xuống kìa. Lưng khum xuống kìa. Bốn thì làm sao? Bốn cũng vậy kìa. Bốn kìa. Đang làm gì? Bốn làm sao? Làm sao đây? Nó đang làm gì kìa? Nó làm gì kìa? Mọi người ơi, sang trên váy á. Cẩn thận cẩn thận. Bình tĩnh. Bọn chúng sắp đi rồi, đi rồi đâu ấy. Bây giờ như này này, bọn mình phải để đi đá, mình vào kiểm tra xem cái hố ở giữa là cái gì đá. Biết đồ vàng bạc thì mình đem về mình tiêu đã chứ. Ủa, nó lại đây sợ đó. Nó mà lại đi làm sao? Ép đi. Mình thấy, để đi hẳn nó. Để. Đi vào đi, nè. Chó đi hẳn á. Bây giờ mình vào luôn nào, nó vẫn nhìn thấy anh em mình vào nó chết đó. Chó nó đi hẳn á. Đâu, nó đi không? Nó đi đâu mất rồi. Hay nó xuống hố vậy? Có vào không? Hay là phải chờ lúc nữa? Hay đi vào đi anh, lỡ nó quay lại sao? Có vào không? Ôi, chưa. Đây. Biết nghe này. Đây một hố. Và kia một hố này. Hai cái hố này là lúc nãy nó đốt thì sao? Ấy ở đây giữa này. Ở giữa này cháu thấy nó chôn ở giữa. Cái hố này, nó đứng vào thế. Nó mình. Đấy, ôi sầu thế. Sầu lắm. Không có vị gì đâu. Nó cái hố này nào. Em mỏi dưới có cái gì không? Mỏi dưới có cái gì không? Cháu có rơi vài đồng tiền đấy sao? Ừ. Có cái gì? Bây giờ sao? Bây giờ làm sao bây giờ? Kiểm tra cái hố ở giữa này. Cái hố này là bò. Cái hố này tụi chúng để cái cất giấu một cái gì đây? Bây giờ anh em ạ. Đâu? Nó làm sao? Nó xuống nó múa phải không? Chắc nó luyện phép thuật đấy. Nó luyện phép thuật đấy em ạ. Múa sao có được? Thấy anh muốn đứng bên đây phải cạo đầu như vậy cơ chú. Cạo đầu. Ở đây đi. Anh em ơi. Ở giữa này. Khu nào ở giữa này có cái gì đấy? 67 mới ăn pha, xì bay, hỗ trợ. Nhanh bọn chúng quay lại đi. Nhanh xem bọn chúng trốn đi gì. Thay vì bốc về xong mình xem. Cất cất thôi, nhanh lên. Không. Bảo hồng tay rồi nó mới biết đến đâu mới biết được. Tao xem hỏng nó đấy. Cái cơ này nó rất vàng quá là tối nay ban luôn. Tập trung vào cho anh ngay. Nhanh người tụi chúng quay lại vỡ mồm đấy. Nhanh nó lẹ lên. Biết bọn chúng quay lại đấy. Sao anh cũng đào đi, anh cứ nói nhiều. Anh quay phim anh cũng phải đào đâu mà. Nhanh bọn chúng quay lại cái này thì anh chạy trước. Đấy, đất. Chúng nó đào sâu rồi. Sâu vậy cơ? Mười cái gì mà nó chôn sâu thế nhỉ? Ok kìa. Nhìn màu đen kìa. Màu đen là vàng đấy. Nhìn thấy màu đen chưa? Vàng đen đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Vàng đen. Ui bọn này nó chôn vàng đen này. Vàng, kho báu rồi. Kho báu rồi. Làm tiền rồi, phát này giàu to. Nhanh bọn nó quay lại đi. Nhanh bọn nó quay lại. Cần phải xem là cái gì đã, trong rồi mình mới tính kế giải cứu anh vốn được. Vấn đề là tiền nong cái gì vẫn phải có quan trọng trước á. Đúng rồi. Tiền nong là nó phải xuất trước hay hàng đầu. Được rồi chưa? Sao lại giống như cục xít ấy. Trời đất ơi. Đâu. Cứ nhanh lên mọi người. Nhanh chúng quay lại đây. Như này mọi người ơi. Anh chúng bay đuổi em rồi. Bay gọi là. Ui. Cũng khó báo rồi. Nhanh khó mà, khó báo thật đấy. Rồi nhanh lên. Phải nhanh. Lấy đất ra, nó bùm cái hộp kìa. Hộp cái số 45 kìa. Em nhìn thấy không? Đây là vàng 45. 45. Một cái hộp màu trắng. Sao anh lại vứt rồi? Anh 6 à?
Tập trung mà mọi người ơi. Tập trung lấy đi lên. Nhanh nhanh bọn chúng quay lại đi. Một cái kho báu anh em, chắc là kho báu rồi. Tập trung vào nào, chỉ bay. Anh đuổi mày đấy. Đào mạnh lên. Nhanh lên, cái gì vấn đề là mình đang lấy đau đau lắm, lúc nó khó làm gì chia cho thôi. Tập trung nhanh lên bọn này nữa mà. Cái này hôm nay là may ông không năm cũng đi đỡ một phần chia tiền đấy, phải không? Cái lát này ví dụ mà cơ này nhiều tiền ấy, chỉ bao nhiêu người được thôi. Hôm nay còn là đi hát đâu cho em với cho ra được nhiều hơn đi. Yên à, tại sao không được đâu? Không phải được chứ. Lấy đây, lấy cái gì? Ôi, máu giọt to rồi. Ê, nó nhỏ thôi. Này, khui nó ra. To rồi, để tiếp. Khui nhẹ thôi. Mình tính nhá. Để xem nó là cái hộp gì đấy. Hộp gì nhưng mà là cái gì? Ơi, hộp này có chữ in nổi luôn này. Hộp này từ thời cổ đấy. Ôi, thứ gì vậy? Thứ gì vậy? Tariwa Lashmanay. Ừ, sao mình mở chưa? Mình tính bây giờ làm sao? Có mở không? Đây này, mọi người, bây giờ ví dụ nhé, nhưng mà... Mày đảm bảo thì tốt nào. Ôi! Ôi, anh ơi! Cái gì? Cái gì? Các người muốn làm gì? Mày che giấu cái gì trong đây? Đi ra chỗ nào? Các người đã che giấu gì trong cái hộp này? Giữ yên hộp đấy mọi người, giữ yên hộp đấy. Hả? À. Giữ hộp kia, giữ hộp đi! Giữ lại cái hộp đấy. Anh bốn không tỉnh dậy à? Anh bốn tỉnh lại đi. Anh bốn ơi, tỉnh lại đi, thằng Chu nó đang bỏ bùa anh đấy, nó đang dùng anh để luyện phép thuật. Anh ấy tỉnh lại đi. Giữ yên nhá. Chị Bay ơi, đuổi theo chị Bay kìa. Ôi trời, chị Bay nhanh lên. Giữ chặt bình đi chị Bay ơi. Giữ chặt bình đấy, nhanh lên mọi người. Ôi trời chị Bay, nhanh lên nè. Lôi bốn ra ngoài. Đem hộp về nhà đi. Chú Bích ở đây không khống chế nhá. Cái hộp gì mà bọn nó phải? Tụi nó phải. Ê! Ôi dồi ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Ê, chị bay! Lên chị bay! Cái gì, lấy bằng được hộp đi đi! Lên! Ăn vào, ôi chờ! Chị Bay lên đâu? Lấy bằng được cái hộp đi đi anh em ơi! Cái hộp đấy là hộp gì đây? Đây là bí mật của bọn Lò Thị Chu! Bí mật của Lò Thị Chu phải khai phá bí mật này! Chúng ta phải khai phá bí mật này! Tập trung vào anh em! Chú Bích chạy đi. Dưới anh bố lại. Chú Bích chạy anh lên. Cái hộp ấy hộp gì đây? Hỗ trợ mọi người nhanh lên nào. Nhanh sau ơi. Cùng về gọi ông Năm đi. Mà gọi ông Năm phải chia tiền cho ông Năm thì cũng không được nhỉ. Chú ông bố lại đi. Chú chạy về, cháu mấy chú chạy về trước. Tiền mà, cháu mấy chú chia nhau thôi. Chú đi về, chú chạy về. Giữ lại nha chú ơi. Giữ lại cái bọc gì.
Thùng gì đây? Đem về nhà không phải chắc tiền rồi. Sao ơi, bê thùng đi. Sao bê thùng đi nhanh lên. Thùng gì? Thùng gì? Thùng gì? Chạy về đi. Chạy về trước đi. Chạy về nhanh lên. Lôi chú ra. Đem thùng 16 ơi. Mọi người giữ lại. Đem thùng về đi. Giữ lại. Sáu chạy về. Sáu chạy đi. Chạy đi. Nhanh chạy về. Nhanh lên. Nó đuổi theo kìa. Chắc là cái gì quan trọng rồi. Bí mật của nó rồi. Chạy đi. Nhanh cơ. Gai quá, đoạn này lắm gai quá, đi trên đất kia rồi, đi trên đất. Ê! Anh Bốn, anh tỉnh dậy đi. Lấy thùng lại. Lấy lại chú ơi. Lấy lại bằng đường chú Mích ơi. Chắc chắn đây là bí mật của bọn Lò Thị Chu. Chúng ta phải khai phá bí mật đấy. Chắc là nó có báu rồi. Tiền đấy. Đem vào đây, bảy ơi. Anh em chạy về trước đã. Kệ anh Bốn đi, hôm nay có tiền rồi. Kệ anh Bốn. Lấy tiền cái quan trọng trước, lấy trước đã. Đi nào. Đem về. Anh Bảy ơi. Nhanh lên, đừng để ông lấy được. Giữ đi Sáu ơi. Không chế bốn để anh em bọn anh về trước. Không chế bốn đi. Đem về. Chắc là cái gì quan trọng lắm đấy. Ăn pha, chà ra. Vàng. Em có nghĩ là vàng không? Vàng đấy. Vàng hoặc là tiền. Giữ bốn đi. Giữ bốn lại. Giữ chặt đi. Kì ăn pha. Cẩn thận nhá. Giữ chặt anh Bốn lại. Ăn pha, giữ chặt anh Bốn lại. Cầm cố. Về. Để em đi trước. Về anh em ơi. Chạy về nhanh đi. Ôi, em không có dép à? Chết rồi. Ở toàn gì đó. Không sao. Về anh. Về lấy tiền á. Anh ơi. Ôi, cái gì? Ôi. Chạy em về. Nhanh em ơi. Chết rồi, không có dép, đeo đau chân quá. Ôi trời. Ê. Chú Bích cầm đi. Dương chú lại, cho chú Bích chạy đi. Chú Bích ơi chạy đi. Chú chạy đi. Kệ, cái này hai anh em nhắn bắt nhau kệ đi. Chú cho mình lại bớt nghe một người, bớt chia tiền. Kệ. Bỏ cả ăn pha luôn. Anh em mình bỏ cả ăn pha luôn. Không được đâu, nhưng mà ăn pha. Ăn pha đi báo với em mà, không được. Kệ, cái này anh em mình có tiền mua nhiều đồ đẹp, đồ ăn ngon. Anh Bốn ơi, anh bị u mê thần trưởng à? Đấy là em của anh mà, anh Bốn ơi. How are you? Dậy đi anh Bốn ơi. Làm sao bây giờ chú? Về không? Bắt rồi. Một lần chết kìa. Thằng chú kìa. Thằng chú đang lại nhé mọi người. Sáu ơi, ở đây khống chế nha. Lát nữa anh về và anh chia tiền cho em sau. Khống chế bọn nó đi. 76 khống chế. 76 mới survive được men thì khống chế bọn anh về trước. Bọn anh cất tiền đi. Chắc tiền chú ạ. Tiền đấy. Có báu. Giữ bọn chúng nhá. Bấy nhiêu người giữ bọn chúng thì bọn anh về trước. Lên đi. Chết chó đồ tiền đấy em ơi. Dầu to ăn ơi, dầu ăn pha ơi. Nặng không anh? Nặng ơi là nặng, như kiểu vàng ấy. Có thể vàng hay kim cương thì đã quý đấy, chứ không phải là ngay tiền đâu. Giữ đồ đấy đi, xí bay ơi. Hỗ trợ mọi người kìa, giữ đi. Nào, anh em về trước.
Này, được chưa? Chạy, chạy đâu anh? Chạy đâu anh? Ừ. Đưa nào tắt về nhà nhỉ? Đưa này. Này ở đường rồi thì đi đi anh đi vào đi vào trong rừng này đi đường đi. Anh đi lối tắt này nhé. Về lên chạy. Ê! Chú Bích ơi, con chào. Lấy được cái hộp đấy, đừng để mất hộp, đừng để mất hộp. Người có thể mất chứ, người hộp không được mất đâu, hộp là tiền, hộp là tài sản đấy. Lắm tiền lắm, giàu to anh ấy. Dương chùa đấy đi. Đừng để lên hỗ trợ ông Bốn. Ông Bốn này không phải là anh em của mình nữa rồi, bị bùa mê tung lũ rồi. Lấy đi ăn vào, xong rồi hỗ trợ. Chạy đi. Đây là hộp, chạy đi. Chạy vào đây. Mày quan thôi. Chạy trước. Mọi người hỗ trợ nhá. Ăn pha đi về. Anh ơi, em mệt quá, hành mở lưng quá. Hành bê đi. Anh ơi, anh có máy quay mà. Thế ngồi nghỉ một tí đúng không anh? Nhìn sao được, cái này đánh nhau chỉ vì một cái này không mà. Đi chuyến. Đi chuyến anh em ơi. Em đi về đây, em chê tiền, em mới tiền một nghìn chứ. Nhanh lên. Ôi, xì bài giữ lại. Giữ ông ấy lại. Ôi chị ra. Trời ơi, cha nào cầm nổi nữa à. Cẩn thận nhé, cha nào nước sâu ấy. Kìa xì ba, khống chế bên bờ biển bên kia đi. Biển này rộng lắm ấy, không cẩn thận nữa là mất dấu ấy. Trời ơi, tài sản đến tay rồi mà còn lại mất mọi người này. Anh đi khỏe cơ mà. Em phải cống chế chứ. Em cống chế làm sao được. Kìa lại chạy kìa. Hạn chế ra. Anh Pha đừng nói vậy nhá. Chú Mích ơi, cái đấy quan trọng hơn, lấy bằng được cái thùng đấy. Anh nhanh lên mọi người, hỗ trợ chú Mích kìa. Nhanh hỗ trợ chú Mích kia. Mọi người khống chế lò thịt chú. Chú Mích ơi, lấy thùng ấy đi. Đuổi theo. Mọi người áp sát mục tiêu. Chị Vai ra chặn đầu đi chị Vai ơi. Lấy vào được cái thùng đấy. Chú Bích ơi, hắn hết sức rồi. Cầm một chân rồi à. Không chế nhá, lấy cái thùng kia, lò thịt chú nó đang bên này rồi. Bảy đang không chế lò thịt chú rồi, mọi người. Lấy nhanh rồi về, đi chuyến này nha. Giữ lại. Nhanh chú Bích ơi. Nhanh sau lên. Chết dở rồi. Trong đấy là cái gì không biết. Trong đấy là cái gì không biết nữa anh em ạ. Bấy cẩn thận, bấy nhá. Mọi người nhanh lên, đừng để mất cái thùng đấy. Bé ơi cẩn thận. Bé ơi cẩn thận đi. Mọi người bảy kia. Coi cứ lấy thùng ấy chứ đã. Bảy kệ bảy đi. Anh Phan đi cứu anh bảy à. Ừ, chia người ra. Người đi cứu anh bảy, người thì lấy thùng đấy. Sáu ơi, cố gắng lên. Cứu anh bảy. Sáu làm sao rồi. Chặn đầu nó mọi người. Xì bay ở dưới nước. Mỗi người một góc. Khống chế mục tiêu. Đưa mục tiêu vào vị trí. Khống chế mục tiêu. Cứu anh bảy nhanh vào ơi. Lấy thùng rồi à. Đem vào bờ. Kho báu anh em ạ, tụi này là mang kho báu đi.
Cẩn thận nhá, lo đi chú, nó lên lên đấy. Đi về đi. Đi về trước, đi về trước. Mọi người không chế nhá, cái này hai anh em tôi về trước nhá. Ủa nhưng mà cái này, ông này ông lên. Nhưng mà bảy bị đánh kia. Bảy bị đánh kia. Nhưng mà còn hôm nay đi sao anh? Hôm nay em giấu cho bụi đi, giấu cho bụi đi. Giấu vào đó. Giấu kín vào. Lấy che vào. Ôi giời bà, mình không biết gì. Ai cầm hộp rồi? Thằng chú mày cầm hộp đi đi. Thằng chú nó cầm hộp rồi chú ơi. Thằng chú cầm hộp rồi. Chắc nó bị chìm xuống sông rồi. Chắc bị chìm xuống rồi anh em ơi. Anh bố nó chìm. Nó chìm rồi. Hộp nó chìm xuống sông rồi mọi người ạ. Lặn mò đi. Anh Bốn ơi, tỉnh nhận anh Bốn ơi. Thôi anh em ơi, bây giờ tối nay mình giảm hòa, mình không đánh nhau nữa. Hộp ở chín mới xong rồi, anh Bốn với lại Lò Thị Chú ghi mà lần đi, anh em mình về đi. Thôi anh em mình về thôi. Tạm biệt nhá bọn. Bọn tôi không cần cái hộp ấy nữa, về đi anh em ơi. Hộp ấy chìm dưới sông rồi đấy. Mọi người cần ấy thì mọi người mò đi. Cẩn thận lo đi chú, mọi người cẩn thận lo đi chú. Bốn bắt ăn pha làm con tim rồi kìa. Đồng bọn nói trên bờ, đồng bọn nói trên bờ. Hai đứa đồng bọn kìa. Hai đứa đồng bọn. Có phải đồng bọn không? Đưa anh Bốn lên. Nó cứu Bốn đi. Cứu mọi người, cứu Bốn đi. Mạng đi ra ngoài kia. Cứu Bốn đi. Đánh ra ngoài kia. Đi em ơi. Nhanh lên em ơi. Cứu anh Bốn cả. Cứu anh Bốn. Lên bờ. Áo ra. Tam tác rồi. Không đánh mà lòi chú nữa. Lên đây anh em ơi, lên đây. Không liên quan nữa, bây giờ mình không liên quan nữa. Trời ơi, anh Bốn lên bờ đi. Kéo anh Bốn lên. Mình không liên quan đến lòi chú nữa. Chú ơi. Này. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa. Cái hộp ấy nó đang nằm ở dưới dòng sông rồi. Thích ý, thì mò đi. Bò bằng bấy ra. Bóng bấy ra mọi người kia. Bóng bấy ra. Lại đi Bốn ơi. Áo Bốn đánh rồi chú ạ. Áo Bốn bật hết rồi. Đánh à? Đánh hết rồi. Áo tiền tỷ. Áo này 20 tỷ mà. Kiếm đâu ra đây? Nó ra tiền mà may áo mới đây. Anh Bốn ơi. Hai áo là áo giả. Thôi bảy ơi. Áo thật đấy chú, áo của anh Bốn. Nếu áo thật thì khó rách lắm, 20 tỷ cơ mà. Anh em ơi. Đây thì áo giả lắm, đây là đồng bọn của nó thôi. Bọn á? Nhưng mà mặt cũng là anh Bốn mà. Trông mặt thì giống thôi. Người bây giờ thì người mến chứ. San giống san nhiều lắm. Thôi lên bờ anh em ơi, thôi rồi, bảy ơi kìa. Thôi mọi người ơi, về đi. Nhìn lên anh em ơi. Anh ra đi, về đi. Anh ra. Anh ra đi, về đi. Thôi nào mọi người, cứu anh Ba kìa.
chú ăn vai kìa. Lên bờ đi. Rồi bây giờ lên bờ đàm phán cả. Cùng lắm thì đàm phán. Lên bờ. Đưa đưa anh Phan bờ đi. Lên bờ đi. Lên bờ đi. Kệ ông muốn đi. Đẩy ông muốn ra. Lên bờ đi. Nhanh nhanh trong cái hộp kia kiểm tra xem lần cái hộp đi, không lần được tôi kìa. Lên bờ đi, lên bờ đi, lên bờ đi. Lên bờ đi em. Lên bờ đi em ha. Lên bờ nào, nhanh lên, cứu này, nhanh lên. Đưa tay đây. Lên bờ nào. Lên bờ em, lên bờ đi. Bảy lên bờ đi. Thế nào là nói vui bám chắc kia đi. Bảy lên bờ, bảy lên bờ. Mẹ lên bờ đi. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Lên, 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 lên. Chị Phan, tôi đã cầm được cái hộp cái toa rồi. Chạy nhanh. Chạy nhanh. Chạy lại bọn cháu giấu kìa rồi. Chạy chạy. Đi về thôi. Đi về. Làm sao? Một ngày cũng sao thôi. Làm sao? Ý kiến gì? Ta sẽ cho các người đóng hộp hết. Ta về nơi chúng về thành đời. Người có chỗ anh lên đây. Có người thích gì lên đây. Có bạn mình xuống đây. Lên đây. Gọi đi lên đây. Một xuống đây. Gọi lên đây. Mày gọi mình lên đây. Không bao giờ chấp nhá, lên đây nhá, không bao giờ chấp. Non tôi này chấp, tôi này là 6-7 người chấp 2 người luôn. 6-7 người chấp 2 người luôn. Chơi không? Nghe logic đấy. Có mấy người thôi. 6 người đi. Lên đây 6 người chấp, chấp luôn. Thôi kẹo, kẹo chú, lại đây xem cái hộp kia chú. Đi xem, xong nó. Ê, cháu để đi. Nhưng mà cháu nghĩ là như này nó là vàng hay nó là nó là vàng kim cương hay là tiền đấy. Đúng không? Đi. Em xấu ở đây à? Vâng. Em đem lại đằng kia, đem lại đằng kia. Đem lại đằng kia. Chú bé đi, cháu ấy nó nặng lắm. Vàng đấy. Vàng đấy. Anh nhớ mày. Em cấm, anh bảo như này này. Cấm được khoe anh năm. Bây giờ nếu mà vàng anh em mình chia nhau với người có mặt ở đây thôi. Đi lại kia. Anh ơi, em chắc có tiền cưới cho ra rồi. Kệ em. Em chắc có mua bát cho mẹ ra rồi. Mày, mày được ít hơn anh bọn bát điện ra bọn anh đánh được nó. Mày được ít hơn, cha lại ít hơn. Không, không, em là người xấu đi. Không thôi á, bắt nhìn tao em được nhiều. Bọn bốn nó lên bờ rồi kìa. Đi nhanh, đi xa xa lại kìa. Còn toàn mấy cái hố này là. Vậy là tụi này là nó trốn kho báu ở nơi này. Kho báu ở dưới đấy. Nhanh được nhiều, không nhanh được ít. Cháu được nhiều. Đội này đã này được rồi đấy chú. Đó này trường vắng này. Hợp lý, này hợp lý rồi. Nào, tập hợp đủ chưa? Đây mọi người này. Mọi người này, nhanh nhanh nhanh. Lên. Em ơi, mọi người tập trung. Bây giờ mình xuống cuối này, này mọi người này. Nhìn này mọi người này. Anh Phan này. Hấu cơ anh, hấu cơ. Anh Phan. Cô này, cô có túi để đúng không? Có túi đựng vàng luôn không? Bây giờ như này, vấn đề như này này. Bây giờ nó rõ luôn, tiền bạc phân minh nha. Bây giờ ra nhá, mình về ví dụ mà vàng ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cả cháu là 7, 7 người. Cân lên chia 7. Thôi, chia 6 thôi, camera không còn. Chia 7, camera có còn tiền không? Thôi, mọi người nhá, mọi người nhá, không có chuyện đấy được đâu. Cháu là một cháu đã là ok lắm mà cháu không lấy cả thùng thì nó đáng là cháu lấy cả thùng đấy. Thôi, anh đi đằng nào anh có làm gì đâu. Mình cho chị anh ấy một mẫu bé bé chú. À, cho một mẫu. Vậy đứa nào mày chặt cho anh một mẫu của một tao cho á nhỉ. Ừ đúng rồi. Mày. Ôi cu ra xem biết đâu lại đô la. Đô la thì chia được. Nào bình tĩnh anh em mình nhá. Anh em mình ép vào. Nào tập trung. Con
kiểm tra xem lại đi. Mở chưa? Vàng tin nào? Nào mọi người mở đi nào. Cái gì? Tại sao lại là vậy? Tại sao? Các người làm gì với... Thôi! Không phải vàng đâu, không phải vàng. Cái đấy của con gì đấy anh? Xương này xương bò hay là xương lợn gì đấy? Anh không biết. Nó đây là một cái phương án nó làm đang luyện phép hay sao ấy, cháu nghĩ là vậy. Như nó hạ thổi nấu ăn ngon hay sao? Có khi cái này nó để nó uống lên một đồng nó ăn đấy. Ôi giời, không phải đâu. Uống một đông tại sao lại nhóm hai cái hố lửa hai bên cạnh cạnh như thế? Đây là nó đang tu luyện phép thuật. Hay là nó nấu? Ôi trời đất ơi, cháu cứ tưởng này hay là vừa rồi nó biến thành vậy. Đầu tiên là vàng cho nó biến thành vậy. Hả, trong tay của mình thì nó thành vậy còn nó là vàng. Hay là không, hay là vậy ta? Không, hình như là nếu ngày xưa nghe nói của hễ vàng mà mở ban ngày nó biến ra cái đấy. Phải mở ban đêm cơ. Vừa là xương nhỉ, anh em nhỉ? Mấy mảnh xương nhỉ? Thế mất rồi. Ờ thế thì tiền đấy chúng nó chỉ tiêu được buổi tối là chúng. Vậy sao bây giờ? Mất vậy cái này làm sao? Anh Bốn cũng chạy mất rồi. Đáng ra vừa rồi mà bọn mình không tập trung lấy vàng ấy. Tại mọi người hết. Cái này vấn đề bảo đi anh cứu anh Bốn mà. Cái này vấn đề anh em mình phải đi cứu anh Bốn chứ không phải là tập trung vào tiền, em hiểu không? Tiền quan trọng hơn người không? Anh bảo bây giờ? Anh bảo như vậy. Bây giờ này phải cứu anh Bốn để giải thoát cho anh Bốn. Anh Bốn là cái này đang bị khống chế bởi những phép thuật. Cái này anh biết được Bốn ở đâu? Đúng rồi. Không cần cứu anh Sáu đâu. Lấy tiền trước đi. Anh Sáu ơi thì. Anh Sáu rồi. Anh Bốn. Có tiền đâu? Có tiền đâu mà. Đấy, anh bảo ấy. Đúng rồi, anh bảo mà. Anh bảo á? Anh bảo chứ. Anh bảo rồi. Anh thử không? Nhưng cái này vấn đề là bọn em ấy phải hiểu vấn đề là như này, anh Bốn là quan trọng hơn. Tại sao lại bảo là lấy tiền? Anh bảo á? Anh bảo anh ví dụ như là trong trường hợp anh có bảo thì bọn em cũng phải cản anh lại chứ, tại sao cái này anh có nhớ đâu? Anh bảo. Thôi anh đừng có bốc phét. Anh không nhớ một cái gì cả, mọi người đổi yêu anh à? Này anh cứ bốc phét vậy em nhé. Thôi. Bây sao bây giờ? Rồi anh có đuổi theo bọn nó không? Nó bây giờ không tìm anh Bốn thì không cứu được anh Bốn đâu. Cái này nó bảo là trên cái hố này xem tại sao cái hố này nó bí mật thì nó có manh mối bằng chứng gì không nào? Hay là ở bên dưới hố đấy mới là tiền. Mò xem. Đã đào được hết đâu. Có gì. Lại kiểm tra xem nào. Đây này. Mấy cái hố này. Đi con nó nước lên sâu lắm rồi. Nước cái này to đùng luôn nè. Ôi này nước nhiều vào cái này vào nước này. Nhiều nước lắm rồi. Cái gì đấy? Cái gì? Hổ mang bạo chúa à chú? Ui, cái gì? Có gì? Có. Có gì? Đang đất. Mày trêu anh à? Cái là vấn đề này, nay nó bọn nó trôn ở hố dứa. Có hai hố hai bên này nó đốt. Chai gì đấy? Chai gì đấy? Không phải đâu. Hình như là cái chai hồi nãy nó đổ vào để nó đốt, hình như là xăng dầu gì đấy. Mò lên xem Sáu ơi. Đây rồi, một viên đấy rồi. Hay là vàng? Vàng đi Sáu. Không phải. Mở ra thử xem. Vàng nhão không chú? Không phải luôn. Ai bảo? Không có cái gì. Đây đi, đây đi. Vàng. Con ốc. Vàng đi, này. Không phải đâu, vàng nó sao lại bảo vậy được, có phải ốc ánh, ốc ánh cơ. Đấy. Vàng mà. Chú có tên vàng. Ơ, chú. Ai bảo vàng? Có phải vàng không? Vàng. Vàng đó. Có phải vàng không mọi người? Vàng. Vàng rồi đó. Ai bảo? Chú Mít Sáu đây. Về thôi Sáu ơi, vàng chú Mít lấy vàng rồi. Nhớ Sáu chứ. Trời ơi, nhanh lên vàng kia. Nhanh Sáu. Ôi Sáu bắt đầu đến. Vàng kia, nhanh.